Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến công du 5 ngày tới 4 nước châu Phi và địa điểm dừng chân đầu tiên của ông là Ai Cập. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập El-Sisi, thì người đứng đầu ngành ngoại giao nước Nga đã đưa ra cam kết bảo đảm với Ai Cập về nguồn cung ngũ cốc từ nước này. Ai Cập là một trong những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới với khoảng 80% lượng lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine trong năm 2021. Tổng thống Ai Cập El-Sisi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận một loạt các vấn đề trong khuôn khổ hợp tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp ngũ cốc, lương thực và dầu khí. Cuộc gặp cũng đề cập đến các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương thông qua các dự án phát triển chung. Về vấn đề Ukraine, Cairo cho biết sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực đối thoại và ngoại giao thông qua các cuộc tiếp xúc quốc tế với tất cả các bên. Gần đây, Ai Cập đã phối hợp với Liên đoàn Ả Rập thành lập nhóm liên lạc khủng hoảng Ukraine để tổ chức các cuộc gặp với các quan chức Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Nga khẳng định quyết tâm của Moscow trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác thương mại với Liên đoàn Ả Rập. Sau Ai Cập, dự kiến ông Lavrov sẽ tới Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Congo nhằm thảo luận một loạt vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như triển vọng hợp tác song phương giữa Nga và các nước này. Chính phủ Ukraine cho biết là nước này có thể xuất khẩu 60 triệu tấn ngũ cốc trong vòng 9 tháng tới nếu các cảng không bị phong tỏa. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và một bên thứ ba chưa xác định sẽ hộ tống các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine ở Biển Đen, theo thỏa thuận mới đạt được giữa Moscow và Kiev vào ngày 22 tháng 7. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine về vấn đề kinh tế Oleg Ustenko, Kiev có thể thu về 10 tỷ đô la bằng cách bán 20 triệu tấn ngũ cốc đang có sẵn trong các kho chứa và 40 tấn thu hoạch từ vụ mùa tới. Sản lượng thu hoạch của Ukraine là 60 triệu tấn, trong đó 20 triệu tấn sẽ được dành riêng tiêu thụ nội địa. Ukraine sẽ mất từ 20 đến 24 tháng để xuất khẩu lượng ngũ cốc được chỉ định trong trường hợp các cảng của nước này không hoạt động tốt. Trong khi đó, trung tâm điều phối tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập sau những thỏa thuận hôm 22 tháng 7 về nguồn cung nông sản từ Ukraine, cũng đang nỗ lực nhằm khởi động tiến trình xuất khẩu ngũ cốc thông qua Biển Đen một cách sớm nhất có thể. Công tác giám sát hàng hải an toàn từ ba cảng của Ukraine gồm Odessa, Uzhne và Kronomos sẽ được thực hiện một cách liên tục. Cũng như các quốc gia khác ở châu Âu, Pháp hiện đang phải vật lộn với làn sóng nhiệt nghiêm trọng trong khi vẫn phải nỗ lực để tiết kiệm năng lượng. Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch là sẽ siết chặt các quy định khác nhằm khắc phục tình trạng lãng phí năng lượng như hiện nay. Bộ chuyển đổi năng lượng Pháp sẽ sớm ban hành quy định trên toàn quốc về việc các cửa hàng có hệ thống điều hòa nhiệt độ sẽ được yêu cầu đóng cửa hoặc bị phạt tiền nếu để cửa mở trong lúc sử dụng thiết bị làm mát không khí. Bởi theo bộ này, nếu để cửa mở khi điều hòa nhiệt độ đang hoạt động sẽ làm tăng thêm 20% lượng điện tiêu thụ. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp cũng lên kế hoạch hạn chế sử dụng biển hiệu quảng cáo phát sáng. Khoản tiền phạt có thể lên đến 750 euro. Mới đây, chính phủ Pháp đã chi gần 10 tỷ đô la để nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tập đoàn điện lực EDF. Việc quốc hữu hóa EDF được cho là sẽ giúp tăng khả năng bảo đảm các nguồn dự trữ năng lượng của Pháp. Hơn 1.000 người di cư đã được lực lượng chức năng Italia giải cứu chỉ trong vài giờ đồng hồ khi mà họ gặp nạn ở ngoài khơi Calabria. Ước tính các nước Địa Trung Hải nằm trên các tuyến đường di cư lớn vào châu Âu có thể sẽ ghi nhận hơn 150.000 lượt người di cư trong năm nay, trong bối cảnh là lương thực thiếu hụt do cuộc xung đột tại Ukraine đe dọa làm bùng phát một làn sóng di cư mới từ châu Âu và Trung Đông. Hơn 600 người di cư trên một con thuyền đánh cá có hành trình vượt Địa Trung Hải đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Calabria của Italia và một tàu chở hàng giải cứu ở mỏm phía nam của nước này vào ngày 23 tháng 7. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 5 thi thể người di cư đã thiệt mạng. Còn tại đảo Lampedusa, 522 người di cư từ các nước Afghanistan, Pakistan, Sudan, Ethiopia và Somalia đã đến hòn đảo này vào tối ngày 23 tháng 7 trên 15 con thuyền nhỏ. Cơ sở hạ tầng tại Lampedusa đang quá tải khi phải tiếp nhận tới 1.200 người di cư, trong khi sức chứa tối đa là 300 người. Thống kê của Bộ Nội vụ Italia cho biết, từ đầu năm đến ngày 22 tháng 7, nước này ghi nhận 34.000 người di cư đến đây, cao hơn so với mức 25.500 người của cùng kỳ năm ngoái.